Tổng đài mua 4 nghe ạ. Khoảng 6 giờ 40 phút ngày 1 tháng 9 năm 2015, Trung tâm Chỉ huy Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo cháy tại công ty bông vải sợi Minh Sang thuộc phường Bình Hưng B, quận Bình Tân. Ngay lập tức, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã điều động hàng chục phương tiện và hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp quận 12, quận Bình Tân, quận Tân Phú và huyện Bình Chánh tới hiện trường nhanh chóng dập tắt đám cháy. Đây chỉ là một trong số hơn 623 vụ cháy nổ cứu nạn cứu hộ từ đầu năm 2015 đến nay mà lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và tiến hành xử lý thông qua hệ thống Trung tâm Thông tin Chỉ huy Điều hành Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. Đây là công trình được đầu tư theo dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thông tin Chỉ huy Điều hành Phòng cháy chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, sử dụng nguồn vốn ODA của chính phủ Áo có tổng trị giá 242 tỷ đồng, triển khai từ tháng 6 năm 2012 đến nay. Dự án Trung tâm Thông tin Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ được xây dựng trong bối cảnh cháy nổ tại Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải có những bước tiến vượt bậc mang tính đột phá về đầu tư trang bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhằm đảm bảo yêu cầu kết nối, chỉ huy, giám sát và triển khai hoạt động phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ có hiệu quả. Để đảm bảo tốt kỳ vọng đầu tư, Bộ Công an lựa chọn tập đoàn Frequentis AG có trụ sở tại Viên, Áo. Cùng với các công ty con trên khắp thế giới, Frequentis AG là nhà cung cấp hàng đầu quốc tế về hệ thống liên lạc và thông tin, phục vụ quản lý không lưu và an toàn công cộng vận tải. Với hơn 65 năm kinh nghiệm, Frequentis AG đã cung cấp giải pháp cho các trung tâm chỉ huy trên khắp thế giới ở hơn 115 quốc gia cho cả lĩnh vực dân sự và quân sự. Frequentis AG đã lắp đặt hơn 25.000 trạm tiếp nhận và xử lý thông tin trên toàn thế giới. Chúng tôi đã thực hiện các dự án về an toàn công cộng và chữa cháy rất lớn, ví dụ như tại Đức, Na Uy, Mỹ, và hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, cung cấp trợ giúp cho người dân nhanh hơn khi có sự cố khẩn cấp. Bởi vì khi sự cố khẩn cấp xảy ra, việc cứu mạng sống của con người được tính từng phút. Giai đoạn 1 của dự án bao gồm Trung tâm Quốc gia đặt tại Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, 4 trung tâm tại Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, 21 trạm thông tin tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khu vực và thiết bị thông tin dẫn đường cho 64 xe chữa cháy. Trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ, người dân bấm số 114. Cuộc gọi được chuyển về Trung tâm Thông tin Chỉ huy thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh, thành phố. Ngay khi tiếp nhận cuộc gọi, trực ban tại Trung tâm Chỉ huy nhập địa chỉ xảy ra cháy vào hệ thống. Hệ thống sẽ nhanh chóng xác định vị trí tương ứng của điểm cháy trên bản đồ số, đồng thời cung cấp các thông tin cơ bản như xác định đội chữa cháy gần nhất hoặc phụ trách địa bàn xảy ra cháy, cung cấp tuyến đường phù hợp nhất dẫn đến hiện trường bằng hình ảnh trực quan trên hệ thống bản đồ số, cung cấp thông tin về tình trạng lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cung cấp thông tin về đặc điểm của cơ sở xảy ra cháy, các nguồn lực có thể hỗ trợ như nguồn nước, điện lực, giao thông, y tế, nhằm giúp Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đưa ra phương án xử lý đám cháy hiệu quả nhất trong thời gian sớm nhất. Nhanh một giây, nhanh một phút thì chúng ta cứu được bao nhiêu tài sản. Ngược lại, nếu mà chậm một giây, chậm một phút thì nó sẽ thiệt hại gấp bao nhiêu lần. Do đó cho nên cái yếu tố nhanh và khi chúng tôi tiếp nhận thông tin là rất quan trọng. Chính cái hệ thống trung tâm thông tin chỉ huy này đó giúp cho chúng tôi là giải quyết cái yếu tố nhanh đó. Riêng đối với Trung tâm Chỉ huy Điều hành Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ quốc gia còn có chức năng hỗ trợ theo dõi, giám sát, chỉ huy điều hành các vụ cháy lớn, sự cố, thảm họa mang tính quốc gia, đồng thời tổ chức đào tạo, bảo trì, vận hành hệ thống. Trong quá trình triển khai vận hành thử nghiệm, hệ thống đã hỗ trợ các đơn vị Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tiếp nhận và xử lý tổng số khoảng 2.000 tin báo cháy nổ và vụ việc cứu hộ cứu nạn.
việc nâng cao cái năng lực chỉ huy của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một cái yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi khách quan. Do đó cho nên là Chính phủ, Bộ Công an đã đầu tư để xây dựng cái trung tâm thông tin chỉ huy điều hành của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nó cái khi mà cái dự án này hoàn thành thì trung tâm sẽ giúp cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chỉ huy điều hành một cách nhanh hơn, chính xác hơn, hiệu quả hơn với lại các cái chức năng của cái hệ thống thông tin chỉ huy điều hành. Đấy, và đây cũng là một cái mục tiêu để xây dựng cái lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Việc đầu tư dự án trung tâm thông tin chỉ huy phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cho thấy sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trong việc từng bước hiện đại hóa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Đây là cơ sở đảm bảo an toàn, an sinh xã hội trong bối cảnh phát triển kinh tế nhanh, mang tiềm ẩn nhiều rủi ro về cháy nổ và tai nạn lao động, đồng thời mở ra cơ hội mới cho việc thúc đẩy hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng cháy chữa cháy giữa Việt Nam và quốc tế.